Xin chào các bác nhá. Thì do nhu cầu công việc thì hôm nay em có mua một chiếc súng ghim hãng Total. Thì trên thị trường thì cũng có khá là nhiều hãng sản xuất cái loại súng bắn ghim. Đây là ghim đinh U. Thì em thấy có cái hãng Total này, hàng chính hãng, gọi là thương hiệu mình cũng có biết đến một chút. Và giá thì này cũng khá là hợp lý. Em mua cái súng này có 340.000 thôi, mua trên Shopee. Thấy cái súng này khá là nhỏ gọn, làm chất lượng khá là ổn. Cái dòng súng này mình làm khi anh em làm ra mồ hôi ấy, thì em thích nhất là cái chi tiết này, nó bằng nhôm này. Chi tiết này bằng nhôm thì khi mình làm mà có mồ hôi nó ra thì nó không bị han gì. Còn một số loại súng ở trên thị trường nó chất liệu cái này nó bằng sắt thì em cũng không thích lắm. Và thứ hai là cái lẫy này. Cái lẫy này anh em thấy này, bóp vào trong đây và lẫy nó nhả ở đây ra này. Đấy, ví dụ khi mình thay súng ghim này thì chỉ cần lẫy nó ra một phát là kéo ra được. Còn một số loại ở trên thị trường thì cái tay này nó lại làm thừa ra ngoài, nó rất là dài, nó dài ra tận đây và lẫy nó cũng ở chỗ này, khá là cồng kềnh nên em không thích lắm. Mà em đã chọn cái dòng này. Phụ kiện đi kèm theo cho mình thì chỉ có một lọ nhớt này, hai cái đầu mũi này. Thì lát em sẽ hướng dẫn các anh em sử dụng xem nó như nào. Tại vì em cũng mới mua nên là cũng không phải tìm hiểu nữa. Cảm quan bề ngoài thì thấy súng này làm khá là đẹp và nhỏ gọn. Em đo kích thước cho các anh em xem. Chiều dài tính từ mũi lên tận đuôi ốc là 15cm này. Chiều ngang này, chiều ngang đến đây là 21,5cm này, khá là gọn đấy. Loại này dùng đinh U, chiều bản rộng là 11,2mm và tối đa của nó là chiều cao là 13mm, từ 6 đến 13mm. Hiện tại em đang dùng cái loại này là bản rộng là 11,2 này, chiều cao ở đây là 8mm. Em cũng mới đi mua một cái hộp ghim, mã là 1008, tức là bản của nó là 10mm và chiều và chân cao là 8mm. Cũng dùng được. À không, xin lỗi các anh em, đây là mã của nó thôi. Còn đây nó vấn đề chiều rộng này. Chiều rộng là 11,2mm để chiều dài chân là 8mm này. Sau đây em sẽ bắn thử cho các anh em xem. Vừa rồi em có bắn thử thì thấy cũng khá là ổn. Bắn rất là mạnh, rất mạnh anh em ạ. Rất là mạnh. Thao tác tay ghim khá là dễ thôi. Chỉ cần lấy một thanh ra này, lấy này, trượt ra. Em thấy khá là thích với cái chi tiết này. Thay rất là tiện luôn. Rồi em có bắn thử lối mấy cái thanh gỗ này với nhau, thấy khá là cứng đấy, cứng chắc luôn. Có một cái chi tiết này khi anh em sử dụng mình lên lưu ý này. Ví dụ mình bắn da, ví dụ mình bắn da này, nếu mà với để cái mũ của nó bằng thì khi anh em bắn ấy nó sẽ đứt da đấy, nó ăn sâu, nó lịt sâu đây, nó gây ra đứt cái chân này đấy, nó lịt ăn rất là sâu, anh em phải chỉnh. Nói chung là đây này, em hướng dẫn những anh em mà chưa tiếp xúc với nó thôi. Còn anh em nào đã làm nghề rồi thì em xin phép mà anh em đừng có chém nhé. Lưới lỏng cái này ra này. Cái này nó giống kiểu như là một cái cữ ấy. Đưa một cái đầu này nó thò ra, thò cao lên tùy ý này. Đấy, cái mũ này.
thỏ cao lên tùy ý này, mình cho nhô lên một chút, sau đó là lại siết lại. Cái này nó chỉ là cái một cái cữ chỉnh thôi. Đấy. Hơi thừa lên một chút này. Và bây giờ mình tì và mình bắn. Đấy. Anh em thấy là nó không bị lõm như trước này, nó bằng luôn này. Đấy. Bắn nó bằng, nó không bị đứt, không bị đứt sâu giống như này nữa. Khá là ok. Em mua trên Shopee là 340k. Nói chung là ưng ý với cái súng ghim này, kích thước khá là gọn, làm cũng tinh tế đấy. Nói chung là ổn. Anh em xem video thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ em. Ủng hộ cho em là lấy động lực để làm thêm các cái video khác, review cho các anh em xem cái những cái dụng cụ khác. Nói chung là dụng cụ thì em còn nhiều lắm, em còn nhiều dụng cụ lắm. Anh em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp em nhé, để em lấy động lực làm thêm các video khác. Xin cảm ơn các anh em đã xem video. Xin chào.